xuống với lượng sát thương đến từ Bin. Khi Bin không đủ tầm, anh ta bắt buộc phải nhảy vào vị trí của On. Còn bây giờ, Xuyên đang lái xe với chiếc cáp lái thành công, hất tung, chính xác làm choáng vào tường. Trăng dày thì không thể nào né được với chiến công đầu dành cho người đi chứng. Người chơi đi dự của BLG. Combat liên tục khi mà ở đường dưới này cũng có một tình huống mà Bin nhảy lên tấn công. Bin đã cấp độ 3 rồi và một tình huống mà Mikix cũng bị hất lên bởi On. G2 Esports đang phải chịu một áp lực cực lớn ở cánh dưới, nhưng Mikix đi vào bụi, combo trúng và Hazama hất tung được hai người đến từ On. Bây giờ combo dồn vào Mikix đã làm choáng hai người, ta tốc biến đi nhưng tốc biến theo rất điểm, và đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho bên phía của BLG. Đó là một pha rình rập rất chì đến với vị trí của On, và anh ta đã có được thành công với một tình huống với sự kiên nhẫn của mình. Yai có cấp độ 5 sau khi ăn con sâu đầu tiên, nhưng anh ta chưa sử dụng trừng phạt ở con sâu này nên chắc chắn sẽ có hai sâu bỏ là điều hợp lý. Khi mà On và El cũng đang có mặt ở đây, Nai cũng đã di chuyển vào trước. G2 Esports không nên cố gắng quá nhiều ở pha thi đấu này, nếu không họ sẽ mất còn nhiều hơn. Trên tốt, họ kiểm soát được lĩnh đường giữa tốt. Và bây giờ thì Xuyên và On đang ăn cho mình những con sâu không này. Vẫn còn trừng phạt và sẽ có là cân bằng hai sâu. Hai con sâu cuối cùng sẽ là như nào đây? Hai con sâu cuối cùng thì bên phía BLG đang là đội lao và combo trước đến từ On. Mikix combo hụt rồi, đó là tình huống bay vào của El. Mikix sẽ nằm xuống dưới sức sát thương của Nai, nhưng Nocturne đang lao vào con LeBlanc. LeBlanc tốc biến đi, bão đạn không thực sự chuẩn xác đến từ Hazama. Tiếp tục là con sâu thứ ba dành cho bên phía của BLG, và BLG muốn rút lui về. El anh ta chưa hồi lại tốc biến và El sẽ phải là người bỏ lại. Sâu thì 3-3 nhưng trao đổi về mạng hình như là cũng cân. Trao đổi mạng vẫn cân, đột biến cũng là nhiều hơn. Rồi combo vào đến từ On, Mikix đang muốn đuổi và Hazama có thể làm chậm với mưa đạn. Nhưng đây là một tình huống lái xe cực kỳ tốt của Sun, giam cầm được vào Hazama rồi. Xạ thủ của G2 Esports sẽ nằm xuống, tiền được dồn dành cho El, dồn rất đúng mục tiêu luôn. Một tình huống tấn công rất đơn giản đến từ Sun mà thôi, và Hazama không kịp để anh ta có thể sử dụng bất cứ một nỗ lực nào với những cái phép bổ trợ đang còn trên người của anh ta để có thể rút lui. G2 Esports đang kéo người xuống đây là Yai và Mikix, họ muốn phản công với chiêu cuối của Yai chăng? Bắt được tình huống không, bắt được tình huống biến về, nhưng Bin và Nai đang bị tấn công. Mikix đang vào góc, Nai có biến ảnh thôi, hút được Nai vào, bão đạn xả vào, lớp băng giật về những cái bị tấn công, đó là điểm hạ gục dành cho Yai. Hazama và Elk đang là người cử ra để phòng đứng giữa. Đường dưới muốn tấn công vào vị trí của Broken Blade, anh ta còn tốc biến. Bây giờ combo vào rồi, bị hất lên và Nai dồn sát thương vào, bị dính xích rồi. Và đó là điểm hạ gục dành cho Nai. Tôi đang định nói là con Na sẽ là một chất tướng bạn không lên kháng phép được. Bạn phải có đồ 3 thì bạn mới lên được kháng phép. Đấu của chúng ta chưa nhìn thấy một cái sắc xanh nào ở cái chênh lệch về tiền cả. Và giờ thì G2 Esports tiếp tục bị đối phương kiểm soát ở trong khu vực rừng. Tốc biến mã thuật của On, On đã bị giữ chân lại, bị hoảng sợ. Bật chiêu cuối của Yai, chưa biết lao vào ai cả. Họ đang muốn đón người dịch chuyển, đó là LeBlanc của Nai. Nhưng Nai vẫn còn mô phỏng biến ảnh và đi về rất đơn giản. On bật bất khuất ở đây, Bin bắt đầu xuất hiện, có một tình huống phản công. Anh ta chưa giữ được ai cả, giữ được Mikix. Bão đạn tung ra đã là quá trễ rồi. Bên này Nai quay ngược trở lại, rất gấu. Và lúc này thì Shun cũng là Bin đang cố gắng chạy. Broken Blade chỉ là một con na tí nị mà thôi, sát thương là nhiều nhưng không có CC để giữ chân các thành viên bên phía BLG lại. Trong khi đó G2 Esports còn không tìm được mục tiêu nào. Ví dụ pha thi đấu này liệu họ có kết hợp được không? Mikix lao vào giữ chân được vào người của El, xoáy được rồi. Nhưng mà Mikix cũng lên bảng đếm số. El vẫn còn có chiêu cuối và sát thương đến từ Bin là quá nhiều. Bin đang zone vào Hazama. Hazama tốc biến qua bên kia, vẫn bị On giữ chân ngược trở lại. Một đấm choáng và On dứt điểm là Hazama luôn. Bên phía bên kia thì thực ra là Broken Blade chạy một đằng không quan trọng nữa rồi, bởi vì Baron sẽ được ăn bởi bên phía của BLG. Mặc dù họ đã mất xạ thủ nhưng nguồn sát thương của họ còn quá nhiều. 3 lần sử dụng combo Orianna và Nocturne thì đến lần thứ 3 bên phía các của nguồn sát thương khác của BLG là quá nhiều. Đây, tiếp tục bay vào, đó là người, đó là ai đây? Đó là một tình huống mà El tiếp tục lên bảng đếm số. Nhưng On đã có mặt ở đây, Shun cũng đang có mặt. Bây giờ Cap, Hazama và Mikix phải chạy khi Bin và Nai đã đến. Mikix sẽ là người nằm xuống mà thôi. Đó là một tình huống mà lấy 2 đổi 2. Tuy nhiên cũng là một phần nào đó lợi thế khi họ có thể làm chậm tốc độ tăng tiến sức mạnh của một con Kai'Sa, nhưng mà lại tăng tốc độ tăng tiến sức mạnh của một con Jax. Trên, Broken Blade đã có được trụ 1 và đó là cái trụ 1 có tiền thưởng mục tiêu. Cánh dưới thì sao đây? BLG tiếp tục tấn công, bay vào phản công chúng hai người và lái xe giữ được Cap. Cap xoáy một người và sau đó là Nai đến đổi ca rồi và Cap bị xích chúng, Cap bị bổ và đó là Rapid dành cho Bin. 501 hay là 502 dành cho Bin rồi. G2 đẩy thẳng vào Baron luôn để ép cho BLG đến phải combat. Đây là một pha thi đấu mà BLG vẫn có những cái góc đứng cực kỳ khó chịu. Jack solo rồng. Bây giờ thì bên phía G2 Esports với 4 người đây, Yai bắt nửa cây máu. Mikix đang tiếp cận vào người của Nai, không làm choáng được Nai. Yai vẫn tiếp tục mất máu, phải chạy thôi. Và bên này thì On lao vào giữa, hất được Hazama về. Hazama đang được giải cứu nhưng đó có tình huống giam cầm chúng hai người. Hazama đang bị tấn công, nhưng mà chỉ đơn giản là chỉ nhấp thôi để Bin đến. Và bây giờ thì G2 Esports chạy đầu, bay vào giữa 4 người đến từ El. Anh ta
đẩy nó bật luôn cả đồng hồ. Và lúc này On đến bão đạn xả vào hư khô. Hư không thì lỗi các bạn, nhưng mà đó là điểm hạ gục dành cho Broken Base. Nhưng Nai đang lao vào, Sun cũng đang lao vào, Cap đang phải chạy. Trước mặt là Bin 4-1, Mikik chạy đi đâu. Một tình huống mà Bin có bong bong và double kill dành cho Nai. Một pha mở giao tranh rất bất ngờ đến từ xạ thủ của BOG. Khi anh ta biết được rằng mình còn đầy đủ tài nguyên và một cái giáp tay Seeker trong nhịp vừa rồi, anh ta sẵn sàng làm xạ thủ chim mồi trong tình huống để có thể câu giờ cho Bin và Nai tới với lượng sát thương của họ. Còn bên phía của G2 Esports, họ không có được Baron, nhưng ít nhất họ cũng sẽ có được con rồng ở khu vực đường dưới này làm vốn. Nhưng từ từ Bin đã có thể là tôi nói hơi sớm rồi, có ăn kịp được con rồng không đây? Bin có dịch chuyển và On đang di chuyển kịp. Ở đây ăn là kịp rồi, nhưng mà Yai có thể gì giữ lại. Yai mất cả tốc biến luôn. Như vậy là một con rồng với tiền thưởng mục tiêu đã dành cho bên phía G2 Esports, nhưng Baron đã dành cho bên phía BLG. Chính thức cái chênh lệch đã chạm đến gần con số là 9.000 tiền rồi. À, nó chạm 9.000 tiền rồi. Và một tí nữa thôi là nó chạm con số 10.000 tiền. Đây là một pha mà BLG hóa thành Na khổng lồ. Nghĩa là sau đấy bên phía G2 Esports sẽ không thể giao tranh được. Họ không có một chiêu cuối rất quan trọng. Nếu muốn mở thì bây giờ phải mở ngay. Nhưng mà Mikik cộng với cả Yai hình như là chưa có góc nào để mở khi El đứng rất xa. El biết rằng những người đồng đội sẽ bỏ mình ngay lập tức, nên người ta đứng tít ở đằng sau. Và bên này thì Bin đổi ca với cả Nai, bởi vì Nai ở đường giữa sẽ khó bị bắt hơn. Và Bin đứng bên cạnh El, ai lao vào xạ thủ của tôi thì tôi lao vào xạ thủ của đối phương, chắc chắn là không bảo vệ đâu, hứa. Chính xác là như vậy. Hai xạ thủ đều đang có một cái lần cùng số lần nằm xuống là 4, nhưng mà cái gọi là cái sự bảo kê thì nó ngược hoàn toàn. Một bên được bảo kê chân răng nhưng vẫn nằm xuống 4 lần. Bên thì không ai bảo kê cả, chúng mới mở lên đến từ Jai, quả cầu đâu đang gắn trên người. Bây giờ lao thẳng vào El một lần nữa, xoáy được El nhưng mất chỉ một nửa cây máu mà thôi. Bên này tất cả lao vào nhưng mà El đã bắn hạ gục được Jai rồi. Tiếp tục bắn vào người của đó là Miss Fortune. À đó là của Mikix mà thôi. El nằm xuống lại một lần nữa đấy. Anh thấy rõ được rằng không? Nai cũng phải sút chờ cho El bị Broken Base hạ gục rồi họ mới hạ gục Broken Base để kết thúc ván đấu này ở đây. BLG dẫn trước 1-0 với một thế trận cực kỳ hủy diệt. Một tình huống mà El cũng ngậm ngùi mà thôi. Hạ cái mic xuống rồi cầm cốc nước lên làm một ngụm, sau đó là quay sang GG đồng đội. Một ván thi đấu mà đóng vai xạ thủ chim mồi rất tốt đến